Tự nhiên nha, chị định chị quay lại đi bạn, quay màn hình, quay lại cho, đó, quay lại rồi, đúng rồi, quay giống nãy gì đó, quay lại bạn, quay lại, quay đứng lên, quay màn hình đứng lên đó bạn. Dạ khỏi không? dạ phải, Nghe được không? Nghe được không? nghe được anh với bạn giới thiệu về bạn đi cho các bạn mình Đâu, tham gia người mới đi. mình là Quốc Dương, mình ở Cali, mình cũng tham gia thấy mấy cái video của Ngọc Nhiên cũng nhiều lần, nên hôm nay thấy bạn livestream mà mình muốn tham gia. Với lại mình Hôm muốn nay nói với tham cái gia về chương trình hòa bình đó Quốc Dương. mình hồi nãy giờ mình có theo dõi, mình có nghe, mình muốn nói với Steven Trần với lại Philip Trương vậy nè. Hai người này nói là cộng sản, bắt ép người dân theo cộng sản phải không? Tôi đâu có phải cộng sản đâu mà tôi cũng theo cộng sản nè. Tôi là người dân bình thường sao tôi cũng theo cộng sản nè. Mà em hỏi nè, tại sao anh ở bên Bắc, anh ở bên xứ Cali, sao anh không đi theo mấy ông Việt Nam Cộng Hòa đi, anh đi theo cộng sản làm gì vậy? Tại vì nhiều mình lên mình coi tivi hay là mấy cái mình vô mình lên Facebook hay là gì đó thì mình thấy người ta nói xuyên tạc, người ta nói không đúng sự thật, nên mình thì không có thích những cái gì nói ra sự thật thì mới có người tin. Còn mà khi mà các anh đã xuyên xuyên tạc rồi á, thì cho dù người ta không có thích cộng sản đi nữa, nhưng mà khi người ta biết anh xuyên tạc rồi thì người ta cũng không có tin anh được. Cho nên nếu mà À, anh cho em hỏi anh thấy là những điều mấy anh mấy bác Việt Nam Cộng Hòa nói những cái điều mà như vậy đó, anh thấy có đúng như những gì mà trong đất nước Việt Nam mình là Việt Nam bán này kia kia nọ bởi mấy bác nói vậy đó, anh thấy có đúng không? cái điều đó là con nít, người ta con nít mấy đứa con nít nó cũng 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 nhận ra nữa. Tại vì sao? Tại vì Việt Nam hàng năm người ta chi ra mấy tỷ đô la để ta mua sắm vũ khí, mà khi mà người ta mua sắm vũ khí để làm gì? Đâu có phải là mua sắm vũ khí để đánh Campuchia hay làm, chủ yếu là người ta mua sắm vũ khí để người ta chống với lại Trung Quốc. Mà nếu mà nói mà lãnh đạo Việt Nam bán đất cho Tàu cho Trung Quốc thì người ta mua sắm vũ khí để làm gì? Người ta lấy mấy cái tiền đó, một năm 2-3 tỷ đô la, người ta lấy mấy cái tiền đó người ta bỏ túi không sướng hơn sao, phải đi mua sắm vũ khí để làm gì? Còn nói À Quốc Dương ơi, cho Nhiên hỏi nè, anh Bằng hỏi Quốc Dương là bạn qua Mỹ từ năm nào? mình qua năm 98, mình ở đây được 20 năm. Còn Bạn thấy mấy ông nói đa đảng là tốt, thì ngày xưa phải Việt Nam Cộng Hòa là đa đảng không? Việt Nam Cộng Hòa Hòa đã đa đảng rồi đó, mà mấy ông có thấy tốt không? Tôi nói với ông Philip Trương với lại ông Steven Trần, hai ông nên nghe rõ nè. Việt Nam Cộng Hòa đã có cơ hội để cai trị đất nước, để lãnh đạo đất nước. Mà Việt Nam Cộng Hòa không có hoàn thành trách nhiệm thì bây giờ tới lượt Cộng sản Việt Nam, ok? Mấy ông đừng có ở bên đó mà theo mấy ông ba que bố láo bố léo. Còn mấy ông nói là người Bắc, là người Cộng sản, là người Bắc, tôi là người Nam nè. Tôi ủng hộ cộng sản. mình là người Nam mình ủng hộ người Bắc đúng không? Tại sao mình là người Nam mình Đúng, ủng đúng. hộ mấy ông gì Nam Cộng Hòa mà là mình ủng hộ người Bắc? Tại Lý do sao? tại sao người Lý tại do sao sao người bạn miền Nam bạn ủng hộ? ủng hộ người Bắc cộng sản? Tôi ủng hộ người Bắc thì, là tại vì tôi thấy người ta có bản lĩnh. Người ta thông minh, người ta có bản lĩnh. Đâu đâu có phải mà đánh thắng Mỹ, đánh thắng Pháp, cả đánh thắng Trung Quốc
đâu có phải là cái đó là đâu phải là may mắn, người ta có bản lĩnh người ta mới làm được cái chuyện đó. Thí dụ như anh trong một cuộc chiến, một anh đánh với một nước có thể anh thắng, nhưng mà anh đánh Pháp, anh đánh Mỹ, anh đánh Trung Quốc, anh thắng, cái đó là không phải là cái đó không phải là may mắn, mà cái đó là bản lĩnh của người ta. Còn 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 Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa được mệnh danh là quân đội đứng thứ tư trên thế giới, mà trong vòng từ năm 73 tới năm 75 mấy anh xách đít mấy anh chạy rồi. Còn mấy anh nói là người dân chạy theo Việt Nam Cộng Hòa, chạy chạy không chạy theo Cộng sản. Người dân mà chạy theo Việt Nam Cộng Hòa, những gia đình đó là những gia đình cựu lính của Việt Nam Cộng Hòa. Từ Buôn Ma Thuột mà chạy chạy xuống dưới đồng bằng này, thì cái đó là những người gia đình của những người lính từ Buôn Ma Thuột chạy về, chứ đâu có phải là anh nói là người mấy anh nói là người dân chạy theo phía Việt Nam Cộng Hòa để trốn Cộng sản. Cộng sản vô miền Nam mà nếu mà không được người dân miền Nam nuôi, không có được người dân miền Nam mà cung cấp lương thực, thực phẩm, thuốc men, thì bộ đội Bắc Việt không thể nào mà thắng được Việt Nam Cộng Hòa. Còn nói 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 được. nói mà đa đảng tốt hơn một đảng, cái hai bên cái nào nó cũng có cái mặt, có điểm mạnh điểm yếu của nó hết. Tôi nói đa đảng những nước nè, tôi ở kế bên Mexico, nó là cũng là một nước đa đảng đó, nhưng mà dân của nó tràn qua bên Mỹ để kiếm việc làm rất là nhiều. Đang sạc cái pin. nói tới Nói đi có Dương, nói đi nói có gì tới có gì sạc. nói tới nước Mexico thì ai cũng biết rồi đó, về cái mà buôn lậu ma túy hay là bắt cóc hay là giết người là ai, nếu mà mấy người ở Mỹ này đi đi du lịch qua Mexico là người ta chỉ ở trong khách sạn thôi, mà đi ra đường ban đêm là người ta không có dám đi ra đường, người ta sợ bị bắt cóc đó. Nước Mexico là cái nước đa đảng đó. Còn Bạn nước Việt đợi gì Nam, cũng đồng ý, nước Việt Nam tôi không có nói nước Việt Nam là thiên đường, nhưng mà như vậy là đã quá good rồi, càng ngày đất nước nó càng đi lên là đã quá good rồi. So với nước Việt Nam bây giờ, so với thời Việt Nam Cộng Hòa là Việt, thời 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 Việt Nam Cộng Hòa là thua cả trăm lần. Steven Trần với lại Philip Trương là dảnh tay lên mà nghe nha. Xuyên tạc bậy bạ, chửi bới bậy bạ. đang sạc cái máy. Nói tiếp đi về Quốc Dương, hôm nay chị bạn với mình giao lưu với khán giả đi. Rồi, ok. Thằng Nghĩa Nghĩa Như Tân nói lính xô lính chung gì? Anh trả lời cho mình đi. Còn Về. hôm bữa lên trên trên diễn đàn của Benny Trương thì nó nói là Trung Quốc lập tô giới Dũng Án. Dũng Án là tô giới của Trung Quốc, nhưng mà trước đó thì nó nói là Việt Nam sẽ làm thuộc địa của Trung Quốc. Việt Nam đã là thuộc địa thì lập Dũng Án là tô giới làm chi nữa. Thuộc địa là nó lấy hết một nước rồi, còn lập lấy Dũng Án lập tô giới làm chi nữa. Còn nó nói là cái ô nhiễm môi trường ở Formosa là cái đó là nó vĩnh viễn. Nhưng mà nó ngu một cái này nè, là ngày xưa mà lúc mà Mỹ hay là Pháp hay là Anh, lúc mà nó mới chế tạo ra bom nguyên tử là nó toàn toàn là thử bom nguyên tử ở dưới biển không,
thì những cái chất độc của bom nguyên tử nó gấp, nó độc gấp gấp ngàn lần cái những cái chất độc ở Formosa. Mà mình nói á, những cái ô nhiễm môi trường ở Formosa là tại nước biển nó, cái dòng hải lưu nó di chuyển thì nó sẽ hòa tan những cái chất độc ở trong nước. Nhưng mà nó nói là những cái chất độc đó nó sẽ nằm ở chỗ đó là bệnh biển. Làm sao mà vĩnh viễn được? Ngày xưa Mỹ nó thử bom nguyên tử ở đảo Bikini, thì những cái chất độc của bom nguyên tử nó độc hại gấp cả ngàn lần cái những cái chất độc ở Formosa. Thằng Mỹ nó không hiểu cái đó sao mà nó kêu là những chất độc ở Formosa là vĩnh viễn, thiệt hại vĩnh viễn. À, cho Nhiên hỏi nè bạn Quốc Dương, tại vì hai 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 đứa cùng năm sinh thì mình phải gọi Quốc Dương là bạn. Thì theo bạn, khi mà bạn thấy những người mà đang chống cộng đó ở tại bang Cali á, mà đang xuyên tạc về đất nước gì đó, bạn có thấy cảm thấy là xuyên tạc, hầu như là họ sống mà dạng sống ảo á, là xuyên tạc về đất nước mình, họ nói những điều không đúng đó, theo bạn có bức xúc không? Rồi bạn có thấy tự anh là bắt cười cho họ là giống khùng không? Họ bển là họ Không, chạy mình không, mình không thấy, nói nếu mà nói nếu mà mình lên mình nghe một hai lần thì mình bức xúc, nhưng mà mình lên nó cứ một giọng điệu là bán nước bán biển rồi ăn Formosa rồi cái gì chất cái độc, độc độc gì. hại, độc nữa, ăn ăn độc, ăn đồ độc Việt Nam á, À, ăn đồ trong chất độc. trong 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 cái diễn đàn này có cái đám nào mà kêu là Việt Nam là cái nước có bệnh ung thư nhiều nhất, lên 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 Google nha, đánh 10 countries have highest cancer rate, ok, để coi coi có tên nước Việt Nam trong đó hay không, ok. Philippines hay là Philippines Dương hay là hoặc là cái gì tên của nước ngoài tên của nước ngoài á, mà mình bạn mình cũng mình cũng có tên nước ngoài, nhưng mà mình đi làm thì nói chung mình đi làm trong mấy công ty Mỹ.